Trước diễn biến khắc nghiệt của thời tiết hiện nay, nhiều địa phương đã áp dụng phương pháp gom cỏ khô để đốt, tăng cường tuyên truyền trong khu dân cư, dọn vệ sinh môi trường, phát quang để ngăn chặn cháy tự phát, cháy do người dân đốt không có kiểm soát, gây cháy lan, cháy lớn. Sau đây là ghi nhận của phóng viên online cùng DNRTV tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Đây là các khu vực đốt cỏ có kiểm soát trong khu tái định cư ở xã Lộc An, huyện Long Thành, Đồng Nai. Do xã có nhiều khu quy hoạch tái định cư cho người dân bị giải phóng mặt bằng cho dự án cảng hàng không quốc tế sân bay Long Thành. Vì thế, nhiều khu vực chưa có dân về ở đã dẫn đến cỏ dại mọc nhanh, gặp mùa nắng nên cỏ khô rất dễ xảy ra cháy. Trước đây, nhiều vụ cháy cỏ do người dân đốt xong không kiểm soát, dẫn đến cháy lan, cháy lớn, gây ảnh hưởng tình hình an ninh trật tự và đời sống sinh hoạt người dân trên địa bàn. Tuy nhiên, năm 2024, việc tuyên truyền trong dân đã phát huy hiệu quả, đặc biệt là sự phối hợp giữa chính quyền địa phương và nhân dân, chủ động chia nhỏ đám cỏ khô để đốt và đốt bãi cỏ lớn nhưng có kiểm soát, từ đó ngăn chặn được nhiều vụ cháy liên quan đến cỏ, bãi rác. Thì ban ấp sẽ tuyên truyền qua cái nhiều hình thức như tuyên truyền trên trang thông tin cộng đồng của ấp, rồi hàng tháng tổ nhân dân họp thì cũng nhắc nhở bà con về công tác phòng cháy chữa cháy. Rồi cụ thể là ngày 21 tháng 4 vừa rồi thì chúng tôi cũng phối hợp với đại bên ủy ban nhân xã phát động cái phong trào dân vận và để đi đốt cỏ có kiểm soát trong những cái khu vực dễ cháy nổ để ngừa những cái nơi có thể xảy ra những vụ cháy đáng tiếc xảy ra. Theo công an xã, nguyên nhân vụ cháy được cho là xuất phát từ việc bất cẩn đốt cỏ rác hoặc người đi đường vứt tàn thuốc vào cỏ khô, sau đó cỏ âm ỉ rồi cháy bùng phát. Điều này khiến cho người dân cũng như các doanh nghiệp gần khu vực cháy cỏ rất bất an, nhất là thời tiết tiếp tục nắng nóng kéo dài. Thiếu tá Trần Thị Hồng Nhung, Phó trưởng Công an xã Lộc An, huyện Long Thành, Đồng Nai cho biết, với vai trò là thành viên Ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy, Công an xã đã tích cực tham mưu, lên kế hoạch, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, cũng như tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, nhắc nhở trong nhân dân để đề cao phòng cháy chữa cháy. Xác định cái mùa này là mùa khô, dễ xảy ra tình trạng cháy nổ thì đã tham mưu cho ủy ban là một buổi kế hoạch tuyên truyền cho đối với cả các khu dân trồng tràm trên địa bàn, xác định những cái địa điểm mà cần đốt và đã phối hợp với đội phòng cháy chữa cháy để đốt những cái điểm mà có kiểm soát. Tuy là đã đốt xong rồi nhưng mà cũng tuyên truyền người dân là cần phải nêu cao ý thức là trong cái vấn đề mà đốt cỏ có khi kiểm soát để khỏi ảnh hưởng đến vấn đề mà cháy nổ xảy ra trên địa bàn. Để phòng ngừa nguy cơ cháy lan, cháy lớn từ việc cháy cỏ rác, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an huyện Long Thành khuyến cáo người dân nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc đốt cỏ rác, dọn dẹp vệ sinh môi trường. Tuyệt đối không tự ý đốt rác tại các khu vực có nhiều cỏ lau sậy khi chưa tiến hành thu gom, tạo khoảng cách an toàn với các công trình xung quanh và gần đường cao tốc, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Ủy ban nhân dân các xã thị trấn tiến hành là thực hiện tốt công tác tuyên truyền cho toàn thể các khu dân cư, các cái hộ kinh doanh, các cái xưởng sản xuất kinh doanh. Tôi cũng tích cực đấy, tiến hành kiểm tra các cái cơ sở kinh doanh ve chai phế liệu đấy, rồi là các cơ sở sản xuất kinh doanh có nguy hiểm cháy nổ cao, và đồng thời kiên quyết xử lý những đối với những cái đơn vị, những cái cơ sở xảy ra cái vi phạm về phòng cháy cháy. Ngoài ra, cảnh sát phòng cháy chữa cháy cũng yêu cầu người dân tuyệt đối không được đốt cỏ, đốt rác vào buổi trưa hoặc lúc có gió lớn, không chủ quan đốt mà không có sự giám sát, chưa chuẩn bị các điều kiện kiểm soát chống cháy lan, không đốt rác đồng loạt trên diện tích lớn. Khi đốt phải đứng canh và chuẩn bị nước, phương tiện để dập lửa khi có dấu hiệu bùng phát nhanh, từ đó ngăn chặn kịp thời các thiệt hại đáng tiếc xảy ra.